bị yếu đuối. Bà ngoại U60 đáng ra nghỉ rồi mà tôi còn đang chạy marathon như thế. Hôm nay là một ngày mà Phi Vân nghĩ là sẽ cho các bạn một cái góc nhìn rất là khác từ sát bà ngoại Đỗ Ly. Thôi đây hết. Tôi nhìn thấy nếu không chuyển đổi số, chúng ta sẽ không tồn tại được. Không có số thì đứng ra khỏi hàng. Phi Vân có thể thấy là chị rất là pro công nghệ, rất là trẻ, có khi còn trẻ hơn những người trẻ của chúng tôi nữa. Năm 2005 là tôi cũng có một công ty bảo hiểm tư nhân riêng. Tôi đã bỏ ra khoảng 5 triệu đô, tôi mua cái phần mềm của một công ty Ấn Độ. Các cổ đông ở trong công ty nói rằng tôi không bình thường. Có vẻ như là ngành bảo hiểm là một trong những ngành chuyển đổi số khá là chậm. Ngành bảo hiểm đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, thì thực sự để một cái tư duy nó không đơn giản. Rất nhiều người nói là tôi sẽ thay máu. Ok, thay máu đi. Chúng ta lấy máu ở đâu để chúng ta thay? Nó có vô vàn những cái khó khăn. Trong câu chuyện chị có nhắc đến một từ khóa là chữ minh bạch. Chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ mà chúng ta vận hành trong một cái nền kinh tế xám. Cho nên chữ minh bạch nó rất là khó. Mọi người nếu muốn kinh doanh một cách minh bạch mà công nghệ là người đem đến được cái điều đó cho chúng ta, tại sao không chuyển đổi? Chưa bao giờ mà qua màn hình mà Phi Vân cảm thấy là nhiều năng lượng như là cái buổi quay ngày hôm nay. Chị nhìn thấy cái hành trình của khởi nghiệp của Việt Nam trong vòng bao nhiêu năm qua cho đến giờ phút này, nó đã phát triển như thế nào? Thực ra thì các bạn trẻ các bạn giỏi lắm, mà nhiều khi các bạn không cần tiền đâu. Các bạn cần có một cái người dẫn đường. Và tôi cũng đang khởi nghiệp giống như các bạn đấy trong lĩnh vực chuyển đổi số, chính phủ số. Thì đi kèm đó sẽ là công dân số và các doanh nghiệp phải là số. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ 5 hàng tuần trên vnexpress.net.